hơn 1.000 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2023 tại Thái Nguyên. Đây là con số khá ấn tượng trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, trong năm 2023, Thái Nguyên đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 1.071 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 8.921 tỷ đồng, cấp điều chỉnh thay đổi cho 1.962 doanh nghiệp và cấp phép thành lập 452 đơn vị trực thuộc. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm là 440 đơn vị. Trong năm qua thì tỉnh Thái Nguyên ấy, cái tốc độ phát triển doanh nghiệp, thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ấy, cũng phát triển khá mạnh, trung bình đều tăng trên 10-15% một năm. Chúng tôi đã triển khai rất nhiều biện pháp trong hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa, niêm yết công khai tại bộ phận một cửa cũng như trên trang thông tin của sở, tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các cái thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp, thủ lý giải quyết trên môi trường điện tử và trả kết quả. Thì hiện nay chúng đang áp dụng là trả kết quả qua đường bưu chính. Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đã rút ngắn thời gian đăng ký doanh nghiệp từ 3 ngày xuống còn 2 ngày. Số hồ sơ đăng ký qua dịch vụ công trực tuyến đạt trên 92%. Thời gian thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án giảm từ 35 ngày xuống còn 25 ngày. Rút ngắn thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ 15 ngày xuống còn 10 ngày. Những đổi mới căn bản này đã tạo thuận lợi lớn cho các doanh nghiệp hoạt động tại Thái Nguyên. Từ lúc mà tôi bắt đầu làm đăng ký kinh doanh thì là từ ngày hôm 19 thì đến hôm nay là ngày 22 thì tôi đến để nhận kết quả. Các ban ngành cũng như là các chuyên viên thì cũng đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp để doanh nghiệp là thuận lợi trong cái việc là quá trình là hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh. Về quy định của luật thì cũng chưa lắm được, thì trong quá trình làm thì các chuyên viên cũng đã hướng dẫn rất là nhiệt tình. Trong quá trình thực hiện việc thành lập doanh nghiệp thì bên cạnh các cái quy định của pháp luật thì chúng tôi nhận được sự hỗ trợ cũng như là hướng dẫn của phía phòng đăng ký kinh doanh, sở kế hoạch đầu tư. Chính vì vậy nên là cái việc thực hiện các cái thủ tục trở nên dễ dàng, tiết kiệm được thời gian cũng như là chi phí. Cải cách hành chính như vậy thì cũng đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp chúng tôi. Môi trường đầu tư tốt là tổng hòa của nhiều yếu tố. Ngoài nguyên nhân khách quan như vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, thì năng lực điều hành, chất lượng phục vụ của chính quyền luôn là yếu tố rất quan trọng. Thái Nguyên đang nỗ lực làm tốt điều này, thể hiện ở những giải pháp và kết quả cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh trong năm qua. Chúng tôi đánh giá cao Thái Nguyên là địa phương có môi trường đầu tư được cải thiện tốt với nhiều chính sách hấp dẫn, nguồn lao động dồi dào. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp. Messer đã và đang đầu tư 3 nhà máy trong chuỗi cung ứng tại Thái Nguyên. Với trách nhiệm tinh thần chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên, chúng ta là chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh rất chi là đúng mục đích, và tỉnh Thái Nguyên chúng ta cũng thừa biết là một trong những cái tỉnh mà chuyển đổi số hàng đầu của Việt Nam. Đây là một cái lợi thế tạo điều kiện hơn nữa cho những các cái hộ kinh doanh chuyển đổi lên là thành lập doanh nghiệp, công ty để cùng nhau phát triển. Trong bối cảnh kinh tế trong nước, quốc tế gặp không ít khó khăn, thách thức, thì ngay những ngày đầu năm 2024, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới không hề nhỏ, đã cho thấy sức hút mạnh mẽ của môi trường đầu tư kinh doanh tại Thái Nguyên, qua đó tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa kinh tế xã hội của địa phương.